Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở video này thì Khải muốn giới thiệu cho anh em một một giỏ đăng quyền khá là hot ở thời điểm hiện tại bây giờ. Đó là chính là cao thủ HD Vát trở lại. Đó là kênh YouTube Tosser Gaming. Đó là tiêu quyền anh em. Nói chung anh em có xem trên kênh YouTube Võ Lâm 1 thì chắc chắn sẽ biết đến tiêu quyền rồi. Và đó là Tosser Gaming. Và Khải sẽ show cho anh em set đồ của một set đồ của quyền. Hiện tại thì Quyền vừa mua một top 6 server, hình như là hôm qua top 4, top 5 mình đó. Mà hôm nay thì rất top 6 rồi. Nói chung là trong thời gian này thì khá là nhiều cao thủ đua top anh em, đua top của level đó, nên là anh em thấy cái số hạng không, Khải cũng tục lên tục xuống cho anh em. Nói chung là tục liên tục luôn anh em. Và đây thì hiện tại ạc này đang là giỏ đăng Quyền và đang xếp hạng thứ 6. Khải show đồ cho anh em xem. Vừa rồi thì Khải có show nhưng mà Quyền đang cắn thiên thông lộ nên là Quyền đã đi tra này. Và bây giờ thì Khải sẽ chính thức show cho anh em xem từ đầu đến cuối thử những trang bị của Quyền như thế nào. Và hiện tại Quyền đang sử dụng cho mình một ạc, đó là vỏ đăng Quyền nha anh em. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ để ý đến đó là cây vũ khí đại phong đao. Ngay đầu đó thì cây vũ khí này Quyền mua đến khoảng hơn 20 kim. Một cây vũ khí lôi sắc đầu công cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Một cây vũ khí no 1 server, 185 điểm dòng 1. Quá chất cho vỏ đăng Quyền. Tiếp tục đến đó là một cái nón sinh lực cao chuyển hóa, lấy cho mình dòng chuyển hóa 6% ở dòng đầu tiên. Tiếp tục đó là dây chuyền kháng cả 12, sinh lực 89 và 87, làm chậm 30, đi kèm với một cái áo khá đẹp. Đa số thì nhìn qua những trang bị thì trước khi Khải nhìn sơ qua thì Khải thấy đồ của Quyền sinh lực khá đẹp. Ở cái áo thì phục hồi 40, làm chậm 40 và có cho mình khoảng 98 điểm sinh lực. Và nón nói chung là món nào cũng có sinh lực cả anh em, nhìn khá là đẹp. Tại vì võ đang nhất thiết đó là cần sinh lực là đầu tiên nha anh em, build đồ một cách khá là hợp lý. Đến đai lưng, wow, một đai lưng kháng lôi 20, sinh lực 160. Nhìn vào đai lưng này thì chắc chắn anh em nhiều anh em là bảo đai lưng cùi, nhưng mà không đâu anh em à. Đai lưng này đang lấy cho một dòng sinh lực 160 cực kỳ chất cho võ đang luôn. Tiếp đến đó là một cái nhẫn, wow, lại là một cái nhẫn kháng lôi 25 và sinh lực 119, khá là đẹp. Chỉ lấy cho mình dòng sinh lực và kháng lôi cũng khá là cao anh em, kháng lôi là quá đẹp luôn. 25 này, cái nhẫn này khá là tiền đấy, không ít đâu. Tiếp tục chúng ta đến bao tay, một tay kháng lôi sau đây này, một bao tay kháng họ 25 chống 30 và sinh lực 79 và nội lực 67. Hai món này chắc chắn sẽ kết rồi. Một cái ngọc bội kháng họ 12 chống 40 và sinh lực 132. Đa số là build đồ sinh lực khá là đẹp anh em à. Nhẫn trên, một cái nhẫn trên sinh lực 139. Đó, không cần cái kháng độc anh em à, tại vì có kháng độc cũng như không thôi. Nên là build sinh lực như thế này khá hợp lý. Một đôi giày top 29 và sinh lực 160. Đa số nhìn sơ qua set đồ của Quyền thì thường xuyên sẽ chú trọng đến hiệu ứng. Hiệu ứng thì có cho mình 70 chón và 75 chậm thì đeo kèm với server kéo xe như thế này thì khải đủ là nó đặt móc 80 nha anh em, đặt móc 80 rồi. Và sinh lực, ưu tiên sinh lực khá là cao. Một đôi giày 160 sinh lực và một đai lưng 160 sinh lực cực kỳ đẹp. Tiếp đến là một cái nhẫn, chung là nhìn sơ qua sẽ đồ là cũng khá là ổn, cũng không phải là dạng cùi nhưng mà gọi là dạng quá là VIP, ở dạng là dạng hơn trung bình một chút nè. Đó, nhìn sơ qua này đầu tiên Khải đánh giá đó là cái lôi sắc nội công cực kỳ đẹp, 185, quá chất nè. Đó, cái vũ khí này thì trên kênh của Quyền có mua với hơn 20 kim, Khải không xem rõ nhưng mà Khải nhớ là hơn 20 kim. Đó, tiếp đến thì cái áo này cũng nhìn khá là đẹp, làm chậm phục hồi 40, dây chuyền 12-30. Dây chuyền này Khải nhớ không lầm là ở đầu video cái đây khoảng hơn nửa tháng trước thì Quyền có mua ở khoảng tầm 7 hay 8 kim gì đó. Rồi nón thì hợp kim sinh lực cao thôi, còn không có gì gọi là VIP. Cái nhẫn cũng vậy, nhẫn cũng có cho mình dòng sinh lực cao thôi. Rồi giày cũng vậy nè. Nói chung là anh em nhìn vào có thể nói là cùi nhưng mà không đâu nè. Người ta build đồ theo cái kiểu là của võ đan, nên là ưu tiên sinh lực. Đó, đai lưng cũng vậy. Nhẫn này cực kỳ đẹp anh em ơi. Nhẫn này nếu hiện tại bây giờ giá nó phải hơn 5 đến 10 kim. Nó dao động 5 đến 10 kim. Ngọc bội cũng vậy này. Trời ơi, ngọc bội đẹp quá. 12-40. Cái bò này Khải nghĩ chứ nếu mà mua phải hơn 5 kim, 5 đến 7 kim. Bao tay thì cũng ok, kháng hỏa mát luôn. Ok, và anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải cũng như Tosser Gaming một like sẽ ủng hộ nha anh em. Ok, bye bye anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hẹn em tối nay 21 giờ live, hẹn em tối nay 19 giờ tối nay Khải bắt đầu livestream lại nha anh em. Ok, bye bye mọi người.